kính chào và mời quý vị cập nhật tin tức an ninh trật tự an toàn xã hội cùng an ninh cơ cảnh. Bản tin lên sóng vào lúc 11 giờ và 14 giờ 50 phút hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Giang Tố Trinh sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin trưa này. Thưa quý vị, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với công an thành phố Sóc Trăng bắt quả tang 4 nghi phạm về hành vi tàn trữ tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Theo thông tin từ Công an, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 8 tháng 5, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an thành phố Sóc Trăng bất ngờ kiểm tra một căn nhà trọ ở phường 3, thành phố Sóc Trăng, bắt quả tàng Phúc Bắc Tùng đang tàng trữ sử dụng trái phép ma túy. Khám xét cây phòng trọ cho Tùng và Phúc thuê, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 108 bịch ma túy đá, một dụng cụ dùng sử dụng ma túy cùng một số tăng vật khác có liên quan. Từ lời khai của ban nghi phạm trên, mở rộng điều tra, lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Kim Tuyền ở phường 2, thành phố Sóc Trăng. Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ thêm 6 bịch ma túy đá, vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người đối với bị cáo Hồ Xuân Hải, sinh năm 1971, ngụ xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm bởi các nạn nhân bị sát hại cũng chính là vợ và con của hung thủ. Theo cáo trạng, Khải đầu tư trang trại kheo ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, nhưng thất bại và mất nợ nhiều người, không có khả năng chi trả. Ngày 22 tháng 8 năm 2023, trong Cương túng quẩn, bị cáo lên mạng tìm hiểu cách đầu độc cả gia đình, rồi sau đó mua bình khí CO40 lít, Khoảng 2 giờ sáng ngày 23 tháng 8 năm 2023, khi người vợ và ba con gái đang ngủ trong phòng, bật máy lạnh và đóng kín cửa, Hải xả khí CO vào phòng rồi ở lại cùng mọi người. Đến trưa, người thân phát hiện sự việc thì vợ và các con Hải đã tử vong, riêng Hải còn thoi thớp được đưa đi cấp cứu. Cũng tại Khánh Hòa, đi quan đến vụ cháy rừng tại xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa làm thiệt hại hàng chục hectare rừng keo và ruộng mía lưu gốc. Sau 2 ngày xảy ra cháy, đến trưa 9 tháng 5, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Quỹ ban nhân dân xã Ninh Sơn cho biết vụ cháy xảy ra tại khu vực trồng keo cách năm 2017-2018 của ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa, sau đó gặp gió to đã cháy lan sang ruộng mía của người dân. Đến 10 giờ ngày 9 tháng 5, với sự nỗ lực của các lực lượng tham gia chữa cháy cùng việc quy động nhiều phương tiện chữa cháy, nhiều điểm cháy rừng cháy mía đã được khống chế. Quỹ ban nhân dân xã Ninh Sơn ước tính diện tích mía bị cháy có khoảng 45 hecta là mía lưu gốc vừa được người dân thu hoạch và khai sọc bía giống diện tích rừng keo trồng 2 đến 4 tuổi của người dân bị cháy khoảng 9 hecta. Dù cháy còn nằm 6 hecta cây xoài từ 3 đến 4 năm tuổi bị thiêu rụi. Theo ước tính của ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa, diện tích rừng bị cháy của đơn trị khoảng 30 hecta. Các lực lượng chức năng đã hỗ trợ cứu lửa, di dời tài sản cho người dân ở ba chòi canh rẫy tại các khu vực xảy ra cháy. Liên quan đến vụ việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mặc trang phục biểu diễn có gắn quy hiệu lạ trong sự diễn cá nhân mới đây, ngày 9 tháng 5, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ mời một số chuyên gia về các lĩnh vực có liên quan cho ý kiến thẩm định để có hướng giải quyết phù hợp. Trên một số diễn đàn, nhiều khán giả tranh luận về các quy hiệu mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cài trên trang phục biểu diễn trong chương trình Đàm Vĩnh Hưng Live Concert 2024 với chủ đề Ngày em thắp sao trời diễn ra tối 4 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến cho rằng các quỹ hiệu trên mô phỏng biệt công bội tinh, một loại quy chương của chế độ cũ trước năm 1975. Sở văn hóa và thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sở đã mời các tổ chức cá nhân đơn vị để làm việc về nội dung phản ánh, thu thập hiện vật liên quan. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến hát Việt đơn vị tổ chức chương trình đã có báo cáo cụ thể về quá trình chuẩn bị, công tác tổ chức, nhà thiết kế cũng như ông Quỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tường trình về thiết kế trang phục cho đêm diễn, trong đó bộ trang phục theo phản ánh điều được sử dụng trong bốn bài khác, bộ trang phục và các phụ kiện chỉ mang tính chất trang trí, tạo hiệu ứng về mỹ thuật, không nhằm mục đích gì cả. Để có căn cứ cho việc đề ra giải pháp xử lý phù hợp, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mời một số chuyên gia về các lĩnh vực có liên quan để cho ý kiến thẩm định. Sau khi có kết luận, sẽ tiến hành các bước tiếp theo. Thưa quý vị, Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức thông tin về phương án xử lý với gần 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP tổ chức thi tại Việt Nam trong thời gian chưa được cấp phép. Theo đó, các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài do các đơn vị liên kết tổ chức thi cấp khi đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng sẽ tiếp tục được sử dụng bình thường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thi, tuyển sinh và đào tạo, không ảnh hưởng tới quyền lợi của người được cấp chứng chỉ thời gian tới cục quản lý chất lượng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các đơn vị tổ chức thực hiện đào tạo liên kết đào tạo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ và kịp thời phát hiện xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với sai phạm nếu có bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học và người dự thi đúng quy định của pháp luật Thưa quý vị, lô thuốc điều trị một số loại ung thư não vừa bị Cục Quản lý Dược Bộ Y tế yêu cầu thu hồi do vi phạm mức độ 3. Đây là lô thuốc do công ty Khao Pharma Amares GmbH Đức sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm và quá chất Nam Linh đăng ký và nhập khẩu. Trước đó, đoàn thanh tra của Bộ Y tế đã thanh tra xác xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm và quá chất Nam Linh và phát hiện một lô thuốc Temozolomid ribosefam 100mg kể trên được công ty nhập khẩu về. Tuy nhiên, đô sản phẩm không có tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt theo quy định. Cục quản lý dược yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm và quán chất Nam Linh phải phối hợp kiến nhà cung cấp và phân phối thuốc, gửi thông báo thu hồi lô thuốc trên. Đồng thời, đề nghị sở so y tế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và giám sát việc thu hồi thuốc của doanh nghiệp. Thưa quý vị, liên quan đến sử dụng pate có dòi bò tại quán bánh mì chảo, cột điện quán, cơ sở Thái Bình, ban quản lý chuỗi đã quyết định đình chỉ dĩnh diễn hoạt động cơ sở này. Theo ban quản trị chuỗi bánh mì chảo này, bà Tê dùng cho bánh mì chảo là loại đóng khuôn được cấp đông, chỉ khi sử dụng mới lấy từ tủ cấp đông ra cắt và chiên. Nguyên liệu này được nhập từ tổng hệ thống. Phía thương hiệu này lý giải có thể là do quá trình bảo quản bà Tê tại cơ sở Thái Bình chưa đảm bảo quy định khiến bà Tê bị hỏng. Đơn vị này đã gọi điện xin lỗi các khách hàng và thừa nhận sai sót không chỉ là do lỗi phía cơ sở mà còn là lỗi của hệ thống khi chưa giám sát chặt chẽ thường xuyên các cơ sở ở tỉnh liên quan đến vụ việc các sinh viên ký túc xá đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, ngày 9 tháng 5, thông tin từ ký túc xá đại học quốc gia cho biết tất cả nhóm sinh viên này sức khỏe đã ổn định và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện. Trước đó, tối ngày 8 tháng 5, trạm y tế ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận khai sinh viên có các triệu chứng mệt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Các sinh viên cho biết có ăn uống tại một căn tin khu B ký túc xá. Trạm y tế đã khám và chuyển các sinh viên nhập viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, xét nghiệm kiểm tra, theo dõi trong đêm. Đến sáng 9 tháng 5, tất cả sinh viên sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện. Trung tâm quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã cho dừng hoạt động căng tin, yêu cầu chủ cơ sở làm tương trình và lập biên bản sự việc, đồng thời gửi báo cáo đến Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức, Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương để thực hiện kiểm tra và lấy mẫu tại cơ sở theo địa bàn quản lý. Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức đã tiến hành xác minh và kiểm tra tại trụ sở của công ty có địa điểm kinh doanh ăn uống tại ký túc xá và tại căng tin nơi nghi ngờ sinh viên sử dụng dịch vụ ăn uống bị ngộ độc thực phẩm. Trong những ngày qua, các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận nhiều ca ngộ độc thực phẩm ở lứa tuổi học sinh. Đáng nói, những trường hợp này không hết là cho học sinh mua đồ ăn ngoài trường học. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của học sinh, nhất là trong mùa thi cử. Mời quý vị theo dõi phản ánh của An ninh Cận Cảnh hôm nay. Cho gặp 15 học sinh tại thành phố Thủ Đức vừa qua nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Lê Văn Thịnh được xác định do ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân đều có triệu chứng buồn nôn, rồi nôn nhiều lần, đau bụng, chóng mặt, mệt mỏi, một số trẻ đi tiêu chảy. Nguyên nhân được cho là do các em đã ăn cơm cuộn mua bên ngoài trường học. Là lên chỗ trường thì cũng ghé vào chỗ trước cổng trường thì cũng là tiệm bán ăn sáng nhỏ lẻ thôi. Mua cho bé để tiện là kịp cái thời gian tôi còn đi làm không ngờ để cháu ăn lại bị ngộ độc thực phẩm như vậy. Tại bệnh viện dây đồng 1 cũng ghi nhận trường hợp các bệnh nhân nhi là học sinh được chuyển từ đồng nai lên do ngộ độc sau khi ăn bánh mì. khiến các em vẫn đang được điều trị khoa hồi sức tích cực chống độc, trong đó một ca có khả năng để lại di chứng, mặc dù đã và đang được bác sĩ tích cực cứu chữa. Hàng loạt vụ ngộ độc an toàn thực phẩm liên tiếp xảy ra từ quy mô nhỏ cho đến hàng loạt đã diễn ra trong thời gian ngắn. Nguyên nhân chính là do việc chế biến và bảo quản thức ăn chưa đảm bảo. Đặc biệt nhiều trường hợp là do phụ huynh cho học sinh mua và ăn những thức ăn nhanh ngoài cổng trường. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn khi mua thức ăn đảm bảo vệ sinh cho con em ăn nhanh trước khi đi học. Thứ nhất là mình sẽ lựa chọn các nguồn thực phẩm tươi sống, sạch, có nguồn gốc hay là khi chế biến thì mình sẽ làm sạch sẽ và ăn chín uống sôi và những thực phẩm mà nghi ngờ ví dụ có mùi hôi hay là ăn là có vị bất thường thì mình nên bỏ đi chứ không tiếc thì, thì khi ăn vào thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé Trẻ em thì phải nói là nguy cơ rất là lớn Chính vì vậy chúng ta vẫn phải là tập trung kiểm soát cái thức ăn đường phố Mỗi ngày thì bán chừng mấy tiếng đồng hồ rồi đó thì cái đáng lo là gì? cái chuyện mà mất an toàn thực phẩm thì nó có thể xảy ra bởi vì đấy là những cái hàng quán di động cho nên là cái phương tiện bảo quản không nhiều rõ ràng là chén bát rửa thì cũng khó đúng không ạ à? và chưa kể là đó nay đây mai đó đi lại nhiều thì cái nguy cơ bụi bạm côn trùng nó xâm nhiễm cũng rất là nhiều. Các bác sĩ cũng khuyến cáo cha mẹ học sinh cũng như những người bán hàng cần có ý thức hơn trong việc mua bán thức ăn cho trẻ. Nhất là khi vào thời điểm chuẩn bị các kỳ thi, trẻ cần nhiều chất dinh dưỡng bổ sung nhưng càng cần hơn về độ an toàn và đảm bảo sức khỏe. Còn bây giờ là thông tin thời tiết hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng An Ninh Cận Cảnh. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 11 giờ và 14 giờ 50 phút hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An.